Cái gì mà ghét ghét cái đứt đầu? Nó xóa lên các bức tranh này khiến người dân vô cùng bức xúc. Tôi nghĩ là cái việc làm đấy là không nên, bởi vì nó làm xấu đi cái quan cảnh ở đây. À, người ta có cái hành vi xấu quá, làm như thế là không đúng. Thank you.